Ok, xin chào tất cả anh em mới vô và cũng như là kính chúc anh em một buổi tối xem live vui vẻ và cũng như là kính chúc anh em một năm mới 2023 tràn đầy sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc trong năm mới nha em ơi. Và ở video ngày hôm nay thì Khả sẽ chính thức đấu giá con phi dân top 7 băng hội ngáo cho tất cả anh em cùng tham khảo cũng như là anh em cùng theo dõi cho vui. Và đừng quên đỡ lại cho một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Hello anh Viết Lâm Lì nha, hello Hảo Ngọc, hello Mỹ Trần, hello Red Bull, hello Nguyễn Nhân Tiến em ơi. Rồi, trước khi mở thì hãy... Rồi, anh em vào phòng tán ngáo anh em ơi. Phòng tán ngáo dùng Khả anh em ơi. Ngáo, mật khẩu 123. Tạo phòng ngáo nè. Khẩu 123 anh em ơi. Vô. Vô đi anh em. Tại vì vô phòng tán nó không bị delay anh em. Rồi, có bao nhiêu người thì đấu bao nhiêu người thôi anh em. Con ngựa này thật sự là... Làm gì làm nó quá rẻ, không biết tối nay đấu như thế nào đây. Anh Vũ đâu rồi? Vũ rồi. Này mốc. Lâu. Này mốc 10 triệu. Yeah. Rồi anh Vũ gì giùm em Gia Lai Bắc này. Anh Long này giùm em Gia Lai Bắc Long ơi. Ok. Như Hương có chưa ta? Nam Tiêu Phong có rồi đúng không? Không có rồi. Ok. Ai ta chưa có nè. Ai ta chưa có tầm này khó rồi. Rồi vậy đây. Long với anh Vũ này, Vũ đợi này. Một cái giấy qua với lại cái là làm gì tạo. Bao giờ anh ơi? Này nó ôi anh Long ơi, làm cái dòng sáng này thì hiện tại đừng có cắn nha, tại vì chuẩn bị ạc đó bán rồi đó. Có làm dòng khác sẽ ạc khác nha. Mà anh Long cắn làm cái gì? Tại vì ạc nó em nói giá là 3,5 triệu bán cho ông chơi, mà đợi ông ban thôi mà chưa thấy ông ban đây, bán cho ông chơi đi rồi ông vô ông chơi rồi. Này anh em nào nhận lương tuần về luôn dùm Khả Gia là bắt luôn em ơi, còn vài người nữa anh em, còn hơn chục người thôi. Cho danh thủ nè, lương ngày luôn. Lương ngày ngày hôm trước anh em xem trên phần thông báo combo hàng phong độ, anh em nào có lương thì nhận nhận lương. Màu hồng nhiêu xu vậy? Màu hồng nhiêu xu vậy? Màu hồng 80 xu anh ơi, 80 xu. 80 xu à? Đúng rồi. Lê Xin nhận giùm anh 779 xu. 779 xu. Ê, bữa cái lương gì 200 xu hả? Lương ngày 200 xu vậy nhận luôn anh ơi, vậy là bắt. 779 xu. Lương hồi hồi. Hồi tối hồi bữa anh em săn được cái chỗ luôn tịch, anh em lương được người kim đó. Còn anh em kim thôi, chết cho bên kia rồi. Rồi anh em nào nhận lương ngày 17 tháng 1 anh em ơi. Ngày 17 tháng 1 là hôm đó là khai phát. Anh em về Gia Lai Bắc nhận lương ngày luôn anh em ơi. Rồi. Em Long kể là mới đây anh em làm cuốn Gia Lai Mặt Tịch nữa nè. 42 xong rồi. Cuốn hôm qua, tối qua làm cuốn rồi. Chia anh em cho, chia anh em cho. 16 người, đúng 16 người luôn. Rồi. Ngon rồi. 41 là Forever. 3555 giao dịch em ơi. 3555. Rồi, chuẩn bị đấu giá nha anh em. Đang chạy. Tối nay không bó được thôi Long. Hai con được, cái cũng là một tịch đúng không? Rồi, anh em nhớ phòng tán mình đấu giá nè em ơi. Anh Long lấy vô đợi lấy rồi đúng không? Ok, cái này của em. Anh mà Võ Lâm Mặc Tịch là tối qua 16 người đi săn là một Võ Lâm Mặc Tịch. Người kim ngon rồi. Rồi. Người kim. Cứ trả nhiệm vụ phong lăng độ nghe Võ Lâm bay về thế yên rồi. Rồi anh Long này, anh Long là hai công này, nhận em 400 xu anh Long ơi. Thông báo xin bày anh Toàn Dương không anh? Cộng 10 Nam. Rồi, anh Long lụm 400 xu này, ai lương ngày 17 nhận lương Khả luôn này anh em ơi. Nam ơi. Hello anh em mới vô, hello người nha. Kính chúc anh em buổi tối xem lao dễ anh em ơi. Tối nay thì có thể là ngày cuối cùng của ban cũng như là tranh thủ giải ngân lương tất cả cho anh em. Rồi tí nữa anh em có nhậu anh la nhậu luôn. Đó. Chúc Khải và toàn thể anh em ban ngáo trên kênh và cũng như anh em năm mới ăn khang thịnh vượng. Ok, cảm ơn VIP Lâm Lì nha. Rồi. Tí mấy anh em nhậu online thì nhậu trên cái gì? Khui hàng này. Bữa giờ tưởng đâu cái hạt này ông kia không chịu mua chứ. 50 ô chấm mới được định quốc hả? 50 ô trống mở được xếp đường quốc anh em được khai thí anh em ơi. Giờ bây giờ Khải sẽ mở cái món đường quốc này thử như thế nào nha. Mong sao ra được móc 47 cái áo rồi anh em. Rồi tới. Alo Vũ Tiến. Cơm trưa thôi nhá, anh bảo nhá. Em cố gắng rồi. Đến gì? Còn cái hộp sinh quầy không? Thiếu năm. Hộp của Su hay là của các bạn? Có thể ăn trưa dọc đường về, có thể ngủ dậy. Ủa sâu quá. Ồ anh. Sâu anh thiếu. Tưởng tới anh Tùng đi ăn cơm thôi. Khui xét thiếu. Khui xét đỉnh quốc rồi nha anh em. Đài 77. Ôi má bầu tầy xem xịt đầu. Bầu tầy 40. Phải lùng. Ôi trời. Thôi vậy. Ôi đôi giày ngon. Nón như áo. Bao nhiêu? Đủ nón 25 chờ. Đôi giày nhiêu phải?
Rồi, áo 47 rồi anh Tùng ơi. Trời ơi trời ơi. Đó. Ngon. Áo 47 ngon rồi. Em chỉ mang nhiêu đó thôi, quá đẹp luôn, quá đẹp. Đâu. Má tưởng không ra được chết luôn. Nó 46 không ăn mày. Má 46 ăn mày, 47 cũng như 50 nha Nam. Quá đẹp. Trời 47 cũng như 50 nhưng mà sợ là 46 mới sợ thôi. Đó. Ủa cái đó đều vô con cái bàn VIP. Bao tay cùi anh ơi. Chúng bao tay cùi. Bao tay cùi. Thì tí nữa có cái món tích quốc em lại cho anh cái bao tay 50. Rồi ok. Bao tay nó đâu, bao tay vậy được rồi. Bao tay đeo cho nó sang hả? Bao tay được rồi. Nó không xịt là mực luôn. À, hơn quá, chủ yếu sợ cái áo thôi. Sợ cái áo thôi, cái áo quá đẹp. Ờ, cái áo này mà 46 cũng như vứt. Vứt. Ngon lành cả đời. Nó mở ra 46 cũng như coi như là vứt. Rồi, cái ngon lành. Cái đồ vứt à. Đâu, 46 coi như là coi mặt được cũng được, quăng đi. Rồi, đôi giày cũng ngon nha, đôi giày cũng ngon nha. Hơn là đôi giày là 42 chứ nó đôi giày mà. Món đôi giày coi. Đôi giày mà 40 coi như mid, 42 đẹp rồi. Thầy ơi. Rồi, em lấy bao tay 50 đúng không anh? Ừ, rồi, okay. Tự chọn lấy bao tay 50 cho anh. Rồi ok. Mới chơi không mà biết. Áo mà xịt là anh 18 đổi cái nón là ngon rồi. Đó một thủ. Rồi ngon. Đổi cái nón hộ cho anh đeo. Quá đẹp. Cái nón này được, cái áo được rồi. Rồi ok. Cái áo này mặc cái bàn đúng luôn chạy, hay kim luôn. Quá đẹp luôn. Úi giời. Rồi anh Tùng ơi xong nha. Qua đi, mua nguyên bộ đi. Em mua cái áo kích rồi, em mua bộ chị. Mua cái kích hết luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đấu giá phi dân nha Nam ơi. Bây giờ đấu giá phi dân nha mọi người. Giờ là bắt. Rồi bây giờ phi dân lên sàn này Nam ơi. Phi dân lên sàn, phi dân này phi dân top 7 băng hội nha Nam ơi. Rồi anh em nhớ phòng 8 đi Nam ơi, bao nhiêu người rồi đây? Phòng 8 nha Nam. 9 người hả? À? Anh em nhớ phòng 8 đi Nam. Nhớ phòng 8 đi Nam. Hiện tại nó thiệt sự là vô phòng 8 đấu giá Nam ơi. Đấu giá rồi Khải sẽ giải ngân luôn. Cái lương này cho em. Hiện tại bây giờ đã lên sau khi mở phiên màn đấu giá thì Vũ Đời lên 75 kim và anh Tùng lên 96 kim. Hiện tại chúng ta sẽ có 2 phút để quyết định nha Nam. 96 kim lần 1 cho anh Tùng. Đó. Con người này quan trọng là mình phải từ. Anh 18 rồi, 100 kim lên đi. Nhưng nãy Khải có thông báo rồi Nam. Thì con ngựa này á dành cho con buôn thì thiệt sự là con buôn không nên mua. Tại vì sao? Không có quyền bán và không có quyền mua anh em, tại vì sao mua xong rồi đi bán ra ngoài thì không hay anh em, đơn giản là thôi. Còn anh em nào muốn mua đỡ chạy thì bang sẽ hỗ trợ anh em cái chỗ đó, tại vì trong bang mua rất là rẻ anh em. 100 kim dành cho anh Long. 100 kim thì với giá chỉ mới có 6 triệu thôi anh em, thiệt sự quá rẻ luôn. 100 kim dành cho Long đẹp trai đó, chúng ta sẽ một bước nhảy là 5 kim anh em. Và Khả thông báo lại một lần nữa là như anh 18 vừa hỏi lúc nãy á, thì con ngựa này á làm gì làm bang áo mình phải chạy ít nhất 30 ngày. Em không biết ai chạy nhưng mà người nào mua thì người đó phải cố gắng giữ lại chạy để lấy cái tinh thần như là lấy cái gì đó gọi là ban áo. Còn mình bán đã có bán cho anh em bán. Đó. Còn nếu mà sau qua 31 ngày muốn bán kẹt tiền muốn bán này nọ thì bán lại anh em trong bang. Anh em trong bang không mua thì có thể quyền bán ra ngoài, đó là quyền lựa chọn của anh em cũng như là cái luật Khải đưa ra trong bang xưa giờ vậy thôi. Luật Khải đưa ra là mình phải cố gắng đó vậy thôi. Còn anh em mà có cái ý định kinh doanh thì bỏ ý định đi anh em. Đó, không kinh doanh được đâu. 110 kim cho anh Tùng. Với 110 kim thì nằm giá khoảng tầm 6 triệu 6 thôi nè, thực sự quá rẻ. 110 kim. Quá rẻ. 110 kim. Anh Đông ơi cố lên, anh Đông ơi cố lên. Lên 5 anh Long, lên 5. Gõ nhầm. 110 kim lần 1. Tốt cá nhân đúng rồi, tốt cá nhân là hết gần rồi. Rồi 115 rồi kìa, 120. 120 cho anh Tùng. Một cái giá quá rẻ nha Nam, thiệt sự quá rẻ luôn. Mà ơi, đồng ơi. Anh Đông ơi cố lên, anh Đông ơi. 120 cho anh Tùng. Cái chat chẳng bây giờ cả. 120 cho anh Tùng. Đó, tối nay bạn mình đấu giá ngựa nè. Vừa rồi thì Khải mở được set định quốc nè, 47 áo quá đẹp luôn. Nón. Bao tay này mở được món map nè. Đó. Giày. Bao tay. Đây. 160 kim dành cho anh Tùng. Anh Tùng. Anh chơi gì mà ác cơ, không biết anh Tùng. Anh Tùng anh Tùng đấu là tặng cho thằng cháu nha anh em. Và thằng cháu nó ngồi trong bàn. Sao ông đấu tặng cho ông? Anh mua đây, mỗi cháu được 56 kim rồi đó, các cháu cố gắng lên. 160 kim ủng hộ này trong bang phát lương, hợp lý luôn anh ơi, quá hợp lý. Anh em cứ lên đi, Thanh Tùng thế nào cũng lên mà. Đúng rồi,
anh 18 giờ lên 161 anh nhường luôn. Anh giờ lên 161 nhường luôn. Đó, nó thành luôn đó, lên đi Long nhỏ lên đi. Anh em thấy chưa? Là anh em đừng nghĩ nha. Mình nói nó đấu giá. Đấu giá này thì nhiều khi anh 18 nói giỡn anh em đừng có nghĩ là thiệt, anh em đấu giá cái anh tùm bỏ luôn đó, rồi đừng nói sao nha. Đúng là gà. Bút xa gà chết nha. Ờ bút xa gà chết đấy. Đừng có đùa. Anh 18 nói vậy thôi chứ anh em đừng có nghe vậy, anh em quất đi. Bán hết cái hạt chưa được cái đùi nữa. Rồi với anh em đợt còn đợi này, với mà mình đấu giá được 160 kim như thế này là tương đối tầm được khả tính nhẹ nhẹ giá kim 60 kim đi. 60 xu, 60k đây là hiện tại đã được. 9.6 triệu rồi đó anh em thấy chưa? Lương cao nha. Alo. Em nghe anh ơi. Mình còn một cái top 7 con Phi Vân rồi. Ừ, thứ 7 Phi Vân nè, em đang cầm đấy. Thế thì thôi, anh đấu làm gì để cho anh em mua. Anh cần có mỗi con Phi Vân cho thằng cháu thôi mà. Em không biết à, bút cha rồi nha. Thôi, cứ đỡ mua đi, giờ anh đấu giá nãy giờ mà ngừng sao được. Bút cha rồi, bút cha gà chết rồi. Anh đúng rồi. Còn một con Phi Vân cá nhân, anh không nhớ. Đúng rồi, tổng cộng là hai con Phi Vân thôi. Rồi. Anh cần mỗi một con cho thằng cháu, anh chiều anh đi đánh liên đấu với nó, anh hứa cho nó. Thì cứ đấu đi, giờ nếu vậy là ấy là giờ anh sao quyết định sao? Thôi sao? Như bán cho anh Long đẹp trai 125 đi. Rồi 125 thì quá rẻ luôn. Không á, đấu lại đầu á. Ờ đấu lại từ đầu được. Bây giờ này, giờ là quyết định của anh Tùng với anh Long. Anh chỉ cả là anh còn là con Phi Vân. Không, tí xíu rồi lấy con kia anh đấu lại anh ơi. Thôi. Tí nữa. Anh Tuấn ơi, tí nữa con bảy. Con kia anh có quyền đấu lại, của anh có quyền đấu lại. Đúng rồi, anh có quyền đấu lại nên anh Tùng tại vì của anh mà, anh quyền đấu lại. Đúng rồi, tí xíu anh lấy con anh đấu lại. Chiếu là con hàng bảy đấy thì cho anh Long 125. Đúng rồi. Anh không quan trọng gì cả. Rồi. Anh hỗ trợ cho anh em ngay. Đúng rồi. Rồi bây giờ thì cứ thành một. Bây giờ là 160 cho anh Tùng đúng không? Lần 2 đúng không? Hay là sao anh Tùng hủy là thành của anh Long? Quyết định đi, hai người quyết định đi. Hỏi Long đi, hỏi qua chồng anh Long á. Ừ. Ơi, đó, 125 đó. 125 kia. Rồi, 125 nha. 125, anh Long, rồi chốt lại 125. Tiếp tục Long. Anh em rồi đúng không? Ok ok rồi, chốt lại 125. 125. Đâu lại 125 đó, bắt đầu từ lên 125 lên. Bắt lại 125 cho anh Long. Rồi. Rồi tiếp tục nè anh em nè, rảnh lên Gia Đăng Thôn theo dõi ông 30 đánh chơi nè em ơi. Gia Đăng Thôn, tất cả là Gia Đăng Thôn chơi nè em ơi. Trong thời gian đấu giá thì lên hết Gia Đăng Thôn. Chơi pháo 30 nè em ơi. Anh em này anh Even xong á, có pháo á, chọi pháo nó nhận thưởng nha anh em. Có thưởng. Giao tiền nữa nè, giao tiền nữa nè. Tìm ông 30 chỗ nào đây? Chạy tìm thứ nam, chạy tìm thứ nam. Ông 30 nhận được kìa. Có nhiều pháo kìa, có nhiều pháo mới quýnh được. Anh em nào anh Vinh xong á thì chọi được nha. Có pháo đó anh em chọi được nha anh em. Đầu cỡ đầu phải ghép ra trời ơi. Đừng khai đi dạo này. Ra cái giấy gì còn phải ghép nữa cơ. Đúng rồi. Em nó dẫn ông 30 gì nữa. Anh em thấy thử boss chỗ nào không anh em? Hello anh em. Đó, nè, nghe qua chỗ đốt pháo nè. Rồi, tao đồ đây. Nó con hổ này. 448392 nè em ơi. À gần chỗ này luôn, ngay góc gần giả sư rồi nè. Nó chạy quanh nè, nó chạy quanh nè. Hiện tại đang đấu giá bằng anh em. Chơi chà. Đã mục tiêu rồi. Đánh nó được không? 451 bệnh có pháo này. Chọi đó. Lấy pháo chọi nó nhận thưởng em. Rồi chạy đã mục tiêu rồi. Nè. Tao đố. Đang 450 nè. 448397. 397 ok. Xuống nào em, xuống nào nha. À phải ghép hả? Ôm cua hướng về dài đầu dân thôn á. Qua cái miếu, cái miếu nét. Cũng rảnh quá, dí hay nó làm gì đây. Quanh pháo. Đồ sẵn thái hả ta? Phải đi ghép pháo kìa, nó có cái công thức ghép pháo gì kìa. Đúng rồi. Đâu rồi, thấy nó chạy ra, nó chạy ra sao không thấy ta? Nói chung là server này giờ chưa ai ăn đâu, phải qua Tết kìa, bắt đầu nhiều người dí đánh nó kìa. Hiện tại có một số người có thưởng kìa, số người có thưởng kìa. Cái này không có cháy. Em có kinh nghiệm á.
Không có chết nha. Đâu là được quà, trúng là được quà, thật là thôi. Có kinh nghiệm thôi, như nào đếm chết thì có đương không 30 thôi. 125 kim lần 2, quá rẻ luôn. Thiệt sự con này mà không mua thì không biết mua cái gì luôn, em quá rẻ luôn nha anh em. Còn em cho anh em phát cuối 5 phút chốt. Không ai mua chốt cho anh Long. Đó. 125 kim quá rẻ. Thiệt sự là cái con vừa tính ra 125 kim nhiêu tiền ta? À, nhân 60 tầm này hiện đang khiếm mãi nè. Anh em nào đợi hiện tại đang khiếm mãi. Là mới cái 7.5 triệu, quá rẻ luôn. Quá rẻ luôn, chuẩn tiền 7.5 triệu quá rẻ. Ủa anh em thấy boss thấy ông 10 sao sao khải thấy nó chạy lung tung hết ta? Tìm thấy là trời. Thì có con cọp nó chạy vòng vòng đó. Ừ mày vấn đề cho chạy ra không thấy nó nè. Ui pháo. Lúc rồi này. Nhận được phần thưởng kìa anh em, quá tử đại này, thị tinh này, trời quá trời phần thưởng nha anh em. Tao trúng nó được, còn nó trật thì không. Cậu Bill này nó nổ bao nhiêu phát mới được trời. Rồi 125 kim lần 2 anh em ơi, 125 kim lần 2 anh em ơi. Thiệt sự con này quá rẻ anh em, với giá 7.5 triệu quá rẻ anh em. Chạy đi đâu anh. 130 kim quá rẻ, 125 kim quá rẻ anh em ơi. Quá rẻ luôn. Game Master nè, vô xin tiền đó. Đứng hưởng kinh nghiệm pháo xíu nè em ơi. À, nói chung là phải có pháo quen nè, cãi không có pháo là thôi chịu nè em ơi. Chạy vòng rồi. Pháo nó còn phải ghép nữa em ạ. Phải ghép nữa, cãi chưa ghép đó nhưng mà đánh thôi. Đứng hưởng kinh nghiệm xíu. Hoa để ghép mà chưa biết công thức ghép là thế nào. Trên mạng anh, trên trang chủ có mà. Mua một cái hoa, một còi pháo nè, một diêm. Giá nè em ơi, tiếp tục đấu giá nè em ơi. 125 kim, chúng ta còn 2 phút nữa đợi chốt. 2 phút nữa đợi chốt anh em, và phút khoảng 7:58 sẽ chính thức chốt anh em. Ồ, hưởng nghiệm thôi. 50 show một cái nè, thuốc pháo 2000 điểm tích lũy tống kim nè. Anh bước thì hôm nay im nhỉ, không thấy nên đấu ngựa. Người này quá ngon luôn. Thiệt sự quá ngon. 125 kim. Chúng ta còn 1 phút 10 giây. 1 phút 10 giây nữa không ai lên chốt. Quá rẻ. Biết nãy anh Tùng bỏ là mình phải dỡ xuống còn lại 115 kim thôi. 125 là được biết rồi. Là chỉ có anh em vô đấu giá cho nên thấy rẻ quá không chịu đấu giá. Quá rẻ. Thật sự quá rẻ. Chẳng nghĩa là em này kích anh Khải nên đấu bây giờ. Đồ con kinh lấy giờ anh lái sao? Trong bảo vật đó lại bán lại cái event Tết dương lịch. Này, còn 1 phút cuối cùng anh em, 60 giây cuối cùng đỡ quyết định. 60 giây cuối cùng anh em. Con người đây thiệt sự với giá 7.5 triệu quá rẻ. Chạy những tháng sau bán không lỗ, thiệt sự luôn. Hàng độc như anh em, sẽ vừa giữ 2-3 con thôi. Anh thể có thử cái nạp top ban không anh? Mà tí nữa em, đến đâu anh làm tới đó em, cứ hỏi vậy. Đến đâu làm tới đó em. Xong tí nữa phát lương sẽ có. Rồi, còn 30 giây. Còn 30 giây để anh em quyết định con ngựa này sẽ thuộc về tay ai. 125 kim. Còn 30 giây cuối cùng. Rồi, 15 giây cuối cùng. Anh Long chuẩn bị tinh tài khoản đi. Anh Long bị ban tiền hoặc là lấy được rồi. Anh Long với giá này thì đúng rồi, 125. Tính ra bao nhiêu cả tôi ban thôi. Tính cho anh là 125 kim này mua adder nha. Nếu mua adder 5 triệu thì anh sẽ được 75 kim. 5 triệu 75 kim và anh cộng thêm 10% là anh sẽ được là 82 kim hơn hả? 82 kim 5. 82 kim 5. Thì bây giờ đem coi vượt nhanh 82 kim 5 nè, 82,5 chia cho 5 triệu sẽ được bao nhiêu? Là giá kim bao nhiêu? Từ nha. 16 kim 5. Rồi cứ 1 triệu. Cứ 1 triệu là 6 kim 5 đi. 1 triệu là 16 kim 5. Đúng không? Chia cho 16. 125 chia cho 16 5. 16 năm là ra tiền 7.6 triệu là ban 7.6 triệu anh ơi, 7.6 này dư anh còn dư 200 xu rồi ban 7.6 triệu rồi em sẽ nạp vô em phát lương anh em là xong rồi. Rồi. Không ai lên chốt. Anh em nào bị thọt bút sách hay là cái gì thì lên mua ăn có kìa, 9.000 xu rồi, quá đẹp. Long ban đây bị phát lương rồi nè. À, xong cái này anh em lên hoạt động một tí, anh em chịu khó này nè, lên hoạt động một chút cái bài quả của mình cho nó đánh đâu vào đó, xong bài quả lúc 8:30 xong đánh boss nữa, một tuần boss nữa xong
là trong thời gian đánh tống kim thì anh em có thể đứng bên ngoài và nhận lương, anh em tiếp tục lương 30 ngày. Lương 30 ngày và lương top 7 của bán hội. Rồi, là 125 kim được, để em vô danh sách đó. Và anh em cùng xem trên cái bảng lương đó anh em. Với 125 kim thì nó chỉ nhảy số thì lương anh em như thế nào, anh em cùng xem nhảy số nè. Nhảy số nè. À 7 triệu 6 không cả. Đúng rồi, đúng rồi anh ơi. Càng đó ông kia ông bán tiền ông chưa? Anh chưa? Tôi thấy nói chuyện gì đâu mà. Có, nó kêu nó mua nó vô bàn chơi mà nó kêu nó nhắn tin anh không thấy trả lời. Anh nhắn tin mặt á, nhắn tin ở phần mềm người chờ á, anh không trả lời. Chứ ông nhắn tin kêu là Zalo động Discord lấy. Chờ ở Zalo anh ấy chứ. Làm gì có ai nhắn tin anh không có chặn người lạ đâu. 125 kim. Lương con em úi trời ơi, nhảy số nha anh em. Khải 4 kim 2. Anh gần ha. Rồi Vũ Đợm 3 kim 1. Lương thế này cao nè, quá cao nha. Vietcombank. Tổng phát là 140 kim. Tổng phát 140 kim ngày hôm nay. Thằng 18 là 4 kim 8. Đó, nhảy số anh em, tại vì Khải nhập số là nhảy số rồi đó. Rồi. Hướng nghiệm xíu. Quá ngon nè. Rồi anh Lâm có tin rồi lấy cái ngựa thôi. 291. Anh Tùng vừa lắng vì dân này luôn anh Tùng ơi. Dân Thông anh ơi. Dân Thông, ở đây này. Đó. Còn với con ngựa sau một hồi đấu giá thì con ngựa đã doanh thu ở con ngựa là 7 triệu 6 nha. 7 triệu 6 ngựa nha. Rồi Long Ban này về lái luôn. Hai con ngựa, một ngựa ban và một ngựa cá nhân. Cá nhân hình Tùng thu. Nó không, nó mai nó không đổi cho anh ký để anh đưa cho em đi mà tối mà đánh nha. Đổi nhẫn đi em. Nó cứ tí nữa anh ạ. Tí nữa. Trần Nguyễn Duy Khải. Đúng rồi, Trần Nguyễn Duy Khải nha, Asper. Đúng rồi, Trần Tông ơi. Đúng rồi. Ok, rồi, xong. Asper gì, Vietcombank á. Ờ, Vietcombank cũng được, cái nào cũng được anh. Rồi, chốt cho Long Long tin cái giao dịch xong. Em bỏ Vietcombank rồi, cái chết quá. Rồi, có nha anh Long ơi, giùm em Giang Tân Thôn luôn. Và giao dịch cho Long luôn nha. Giang Tân Thôn. Rồi, Giang Tân Thôn. Đấy. Á, nên lấy con nào đi ta? Lấy con nào đi là sao? Ý là lấy con nào đi cho nó quay ấy mà. Lấy con liếm em đi với lấy con nào quá rẻ. Quá rẻ, với giá 7 triệu 6 con ngựa phi dân quá rẻ. Lấy con nào đeo con phi dân á. Thôi để con đi con lông trai đi mà một hai bữa đi. Chừng nào ổng ban rồi ông kia mua rồi tính xong. Đem liên hệ lại ổng ơi. Ổng chờ sáng giờ ổng kia ổng nhắn tin anh mặc anh không trả lời á. Ổng mua mà. Nhắn tin mặc đâu có, không có nhắn tin mặc luôn ấy. Đem nhắn tin liền thôi. Đâu rồi, chắc là anh chặn tin nhắn người lạ đó. Ừ không, anh nói là người lạ nào cũng nhắn tin anh hết á. Cái đỡ mà mấy ông kia còn giao dịch được mà còn chat được trong đi nhắn vô lô mà. Khải ơi em nghe anh ơi, bây giờ em ở Giang Thôn đâu? Đây Giang Thôn này. Anh đưa cho em cái nhẫn 21 nhá, tại vì anh bây giờ đi ra ngoài tí nữa tới... ID đi bắt thì anh nhắn lại cho em để em vào đổi nhá. Rồi ok. Rồi anh Long nè, đợi em tới anh Tùng ơi. Đúng rồi anh Long ơi. Đó, đúng xong. Đúng rồi. Và đúng anh rồi. Em có thể xem sơ qua cái lương top bằng 7, top 7 của mình như thế nào, lên cập nhật website và chuẩn bị nhận lương tiếp tục luôn. Trong thời gian này thì hoạt động xong nhận lương luôn. Rồi anh em rảnh rỗi lên giùm em phòng thượng 7 chuẩn bị nhận hoạt động các anh em ơi. Anh Long làm vậy anh Long ơi, cho anh em nhảy thường 7 nè em ơi, tất cả nhảy thường 7 em lên nè em ơi. Anh em tập trung con hoạt động xong là nhận lương, nhận lì xì luôn nha. Nhận lương, nhận lì xì. Nhắn ID pháp này mà em đổi nhá. Rồi ok anh, cứ có gì đó bây giờ, nhắn tin nè. Bây giờ sẵn, okay. sẵn tiền luôn nè. Bây giờ mình có con dư con xích thố, bán anh em cái giá là 1 triệu 9 thôi. Anh em ai mua không? Rồi em Tùng ơi, em lên đổi rồi nha anh Tùng ơi, em đi đổi rồi. Không bây giờ thôi, để anh em 1.8 thôi, anh em mua thì đã lại này. Rồi em Lâm đổi cái nhẫn, đổi nhẫn mắt nha nè. Anh sát thủ thoải mái vậy, anh mà mua hạt đó. Rồi giờ đổi nhẫn mắt nha. Trời anh em đường môn rồi, con xích thố này mà anh em đường môn mà chơi nó trời. Long à. Dạ. Của Long à. Ờ của dạ. Long, con ngựa xích thố bệnh viện của anh Long đúng rồi anh. Đưa rồi. Đó bán Tùng kìa Long, bán Tùng luôn kìa. Lấy hả? Ừ. Rồi để mở anh khóa cho anh luôn. Xong nhắn số tài khoản cho anh. Rồi. Rồi. Ok. Để mở khóa tài khoản, mở khóa ngựa. Rồi em đổi cái nhẫn xong nha anh ơi, đổi nhẫn xong nha. Rồi tối nay có đánh boss cho anh em xem nha. 110.
đó rồi, đó rồi, đó luôn rồi anh ơi. Thế trong khi đó thì anh gọi mãi rồi nó không đổi. Dạ mới nói. Khải ơi, lại lễ quan hỗ trợ mở khóa bảo hiểm nhanh phải không? Đúng rồi anh. Ừ, đúng rồi. Nhớ là mở khóa bảo hiểm nhanh nha, anh Hủy là mất người đáng chịu nha. Mở khóa bảo hiểm nhanh, nhớ đọc cho kỹ. Hỗ trợ mở khóa bảo hiểm nhanh nè. Rồi, kênh bang đó anh Tùng, kênh bang đó. Tiến hành mở khóa nhanh. Rồi, coi như là xếp định quá, bao tây. Rồi, nhẫn, cá nhân. Rồi, ok. Anh em lên hoạt động, anh em lên hoạt động, anh em ơi. Lên nhầm Khải. Anh Tùng ơi, anh ở đâu anh giao dịch luôn nè. Quả anh vẫn là giáo tôn Khải Bách lại một triệu chạy tôi có quả trên đây. Rồi rồi rồi, em ban lại triệu 8 cho Long, ok. Rồi anh Long, Long thường bảy đến tân mừng cho này rồi nè anh em lên đây. Cứ lên thường bảy, cứ lên thường bảy, quả anh em cứ lên thường bảy trong Khải đi. Rồi nè anh Long ơi, đợi ý Zalo, đợi ý Zalo, chắc Zalo này đây rồi nó ban tiền nhanh này. Rồi đọc lại tài khoản. Ok Long nhá. Rồi em ban 1.8 rồi đánh động. Rồi rồi xong rồi anh Long cứ đọc số tài khoản em ban nha. Công việc công ban luôn có phải rồi. Ừ rồi cứ lên hoạt động em lên hoạt động anh nhắn số tài khoản thôi nha. Long động đấy anh em đợi tí. Quá tuyệt vời nha anh luôn phải. Rồi vừa rồi thì đấu giá top 3 đã xong nha anh em, và tí nữa Khải sẽ phát lương cho anh em nha. Anh em đợi tí lên hoạt động đi anh em ơi.